Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình quay video clip này để giới thiệu với mọi người là bưởi nhà mình trồng. Đó, đây, cái bưởi này nhìn đẹp. Đó, nhìn đá không? Đó, này là chân Tết là rất tuyệt vời luôn. Đó, ngoài cái bưởi nó rất là đẹp nhưng mà còn chất lượng cũng rất là ngon. Đó, chất lượng bưởi ngon. Đây, đây còn nhiều vô số kể. Đó, quá trời luôn. Đó, rất là nhiều. Ở dưới quê mình còn một vườn bưởi nữa. Quê mình ở một Hà Nam, Bến Tre trồng rất là nhiều bưởi. Bưởi rất nhiều. Đó, ngoài bưởi mình còn có thêm cam nữa nè. Quá trời luôn. Đó, bạn nào mà cần mua bưởi để tặng biếu hay là để chưng Tết hay là để cúng kiến gì đó hay là để về ăn đó, thì cứ inbox mình để mình giao tận nhà luôn ha. Các bạn yên tâm về chất lượng, bưởi này là bưởi tại vườn nên mình trồng, nhà mình trồng nên không có hóa chất gì hết. Không có bưởi đồng, có trồng tự nhiên nên yên tâm về cái chất lượng bưởi. Bưởi này bưởi rất là ngon. Có cho ngoài ra còn bưởi rồi có cam nữa. Bưởi quá trời bưởi luôn. Bưởi này là bưởi da xanh ruột đỏ. Giờ khuya rồi mình nhìn không có thể, mình không có sẽ bưởi cho các bạn coi thử. Đó, để mai mình sẽ làm một video khác để mà sẽ một cái bưởi cho mấy bạn coi, mấy bạn thấy cái chất lượng bưởi nó như thế nào. Bên đây ngoài bưởi có cam nữa. Hai cái bưởi này, hai bưởi chiến nè. Hai bưởi này chân Tết đã luôn. Đó, giờ phải xẻ trái bưởi ra coi rồi mới được. Em lấy trái bưởi ra xẻ ra luôn đi. Quên, chứ ngoài bưởi mình có bán rượu dừa nữa. Trời ơi, để rượu dừa vô, để sắt vô, để vô. Đây, rượu dừa Bến Tre luôn. Nó em xẻ trái bưởi đi, xẻ trái bưởi đi cho mọi người coi luôn nè. Thôi, người ta nói mình quay clip mà thấy không có, nó thấy cái chất lượng bên trong như thế nào. Đó, sẽ bưởi rồi, không biết sẽ bạn nào, có bạn nào chưa biết sẽ bưởi như thế nào không? Rồi, coi clip sẽ bưởi luôn. Clip gọt bưởi. Đó, lấy cái bưởi ự gọt luôn. Đó, rồi demo. Đây, cái bưởi đây. Bưởi này bưởi demo nghe. Bưởi demo này mình thấy cái bưởi bình thường thôi. Bưởi là bưởi loại 2. Đó, bưởi loại 2 thôi. Bưởi bình thường đó, bưởi video gọt bưởi. Đó. Rồi. Đây coi chất lượng ruột bên trong nghe, còn cái trái bưởi này là trái bưởi nhỏ thôi. Nhưng mà trái bưởi lớn, cái bưởi lớn, cái bưởi này nè, đó, cái bưởi lớn nè, đó. Đó, bưởi lớn đó. Đó, mới tách là thấy thèm rồi chưa, nhìn ngon lên. Cái này có bữa ớt nhé, bữa ớt chấm vô đã lắm, bữa ớt vô chấm vô ngon ghê rồi, bay mùi the the luôn, thèm quá, thèm quá, thèm quá. Trời ơi, đã quá, đã quá. Rồi có dưa muối nữa mới đã. Trời ơi, cái bưởi này là bưởi nhỏ thôi, không có nhỏ bưởi không lớn. Rồi cắt ra có ruột, có ruột, có ruột, có ruột. Nhỏ, trời ơi, cái bưởi nhỏ mà vậy, bưởi lớn thì sao trời, bưởi nhỏ là đó. Rồi rồi, cái bưởi ngon quá, đục miếng rồi, đục miếng rồi. Trời ơi, đó, đưa vô miếng rồi, ăn miếng rồi. Ăn ăn luôn, ăn luôn, ăn luôn, ăn luôn, ăn luôn.
Không có hộp luôn nè, có cái hộp thôi đó, đút vô là phải không được, không được con ngọt ghê, ngon ghê cả nha. Thế nào cho lại ăn miếng nè, ngon ngon, nhìn bụi đã không đã ghê, ăn ngon lắm này, ăn khỏi chấm muối luôn, tại vì ngọt quá này chấm muối chi nữa, nhưng mà có miếng muối là ngọt. Lấy miếng muối đi, lấy miếng muối, lấy miếng muối, lấy miếng muối. Ăn luôn rồi. Cam nữa. Thử trái cam luôn, thử trái cam luôn. Gọt thử trái cam luôn coi. Thử trái cam luôn. Gọt thử trái cam. Trời ơi. Cam ơi. Gọt nhanh lẹ luôn. Không gọt kiểu á. Trời ơi. Rồi cam ngon ghê không? Trời ơi cam. Đã này. Cam này cắn vô cái. Trời ơi. Ngon gì đâu. Thách miếng rồi. Rồi rồi. Rồi rồi, mời 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 các bạn ăn cam luôn nè. Đó. Đã gì đâu. Rồi rồi. Ngon gì đâu. Ngọt. Cam ăn cũng ngọt gì đâu á. Đã quá. Ngon quá. Ăn rượu dừa mày. Này phải uống rượu dừa nữa mới được. Mà thôi. Ôi, rượu dừa này ngon quá. Đó. Đó. Rồi, mấy bạn cũng có thấy được chất lượng bưởi của mình này đúng không? Đó, bưởi rất là ngon. Bạn nào mà muốn mua bưởi để đem về quê biếu, hoặc là muốn mua bưởi để tặng cho các anh chị em đồng nghiệp, thầy cô hay tặng sếp hay gì đó, thì cứ inbox hoặc alo số điện thoại của mình ha. Ai chưa có số điện thoại thì cứ inbox đi, mình cho số điện thoại luôn. Đó, còn ai bạn bè mà quen biết mình là có số điện thoại cái alo đặt bưởi luôn ha. Đó. Đó, điện ngay ti bán bưởi luôn. Bưởi này tại bưởi nhà chất lượng nó ok, nó rất là tốt nên giới thiệu cho các anh chị bạn bè đang ngủ để mua cho ăn uống cho nó an tâm đúng không? Bưởi rất là ngon, bưởi cam nó rất là ngon. Để em thấy này, ăn cái bưởi ngọt gì đâu, cam ngọt gì đâu, đã gì đâu. Thôi, tạm biệt mấy bạn ha. Bây giờ mấy bạn nào mà cần mua bưởi thì mua bưởi biếu tặng ngày cứ inbox hoặc là cứ alo mình tiếng đi, rõ mình giao thôi, ngày nào giao, mấy giờ giao, ở đâu đó thì mình giao tận nơi luôn. Muốn biết giá cả thì cứ inbox luôn. Là giá là gần Tết mình không có nói giá được, thì gần Tết giá hay thay đổi lắm. Nếu mà bán ngoài dịp Tết á, ngoài Tết nó sẽ thể nói giá luôn trên tay. Nhưng mà nay tại vì gần Tết á, quý nó giá thay đổi cho nên cứ inbox với giá. Nói chung là giá cũng không cao lắm đâu, bình thường rẻ rẻ hơn siêu thị. Rồi ok. Bye bye.